chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sâu Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Việt Hương và những lần lột xác làm khán giả hết hồn. Có thể nói, Việt Hương càng ngày càng xinh đẹp và tiến bộ trong gu ăn mặc đến bất ngờ. Trở về Việt Nam và góp mặt với vai trò giám khảo của hàng loạt chương trình tạp kỹ lớn nhỏ khắp ba miền đất nước. Cái tên Việt Hương đã trở nên thân thương và quen thuộc trong lòng người hâm mộ. Không chỉ vì tài năng diễn hài xuất chúng, mà còn bởi vì sự tình cảm dễ xúc động của danh hài dành cho các khách mời và thí sinh đi thi. Khoảng thời gian đầu hoạt động, danh hài sinh năm 1979 thường xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài lúc thì châu chuốt và có phần xòe xòa, lúc thì rầm rà một cách không cần thiết. Việt Hương khi mới hoạt động lại ở Việt Nam thường xuất hiện với hình ảnh châu chuốt, điển hình như mái tóc khó hiệu, được cô diện cùng áo dài đính cơm rối mắt, hoặc có lúc lại phối quần áo và giày cao gót không liên quan gì đến nhau. Nhưng ở khoảng thời gian về sau, danh hài 36 tuổi đã dần dần rút khỏi kinh nghiệm về chuyện ăn mặc và bắt đầu xuất hiện trước mặt công chúng vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ, làm người hâm mộ phải hết cả hồn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.